N0 là bắt đầu từ số 1 nè, hiểu chưa? Vậy ta thay vào biểu thức số 1, ta sẽ có vế trái là 1 cộng 2 cộng dài cho đến N, vậy tức là vế trái nó ra nhiêu? Một cộng hai cộng dài tới n với cái ra nhiêu hả? À. Sao mà biết rồi? Vế trái là N bằng nhiêu? N bằng một. Vậy có nghĩa là nó là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng cho đến số N, ví dụ như N bằng 7 thì nó sẽ là 1 cộng cho đến số 7. Nếu N Ủa đó vậy bằng 1.000 thì nó sẽ là 1 cộng đến 1.000, còn bây giờ nó là 1 vậy thì vế trái nó sẽ ra nó nhiêu? bằng hai ạ. Nó chỉ có 1 thôi. Nó là 1 cộng cho đến N, mà N là 1 thì nó chỉ có 1 tới 1, nó không có cộng với ai nữa hết. Hiểu chưa? Được không? Dạ. Nó hơi khó hiểu một tí xíu. Vế phải của 1 ra nhiêu? Gia Khang luôn. Ừ, giá phải có một ra Đó, thế nào bằng 1 vô? 1 nhân cho 1 cộng 1 một. chia cho 2 bằng 1. Vậy suy ra biểu thức số 1 là đúng hay sai? Đây, biểu thức số 1 là Đúng đúng. rồi. Được không? Rồi, bắt đầu qua bước 2. Vậy bước 2 ta sẽ giả sử cái biểu thức số 1 đó nó đúng khi n bằng k. Vậy thế vô mình sẽ được gì nè? Số 1. Số 1 vậy. Vế trái này, Ừ. vế trái bằng cao. Vế trái nó sẽ là gì? 1 cộng 2 cộng vân vân cộng cho đến Ủa? bao nhiêu? Ca. Cộng cho đến k chứ sao bằng k anh? Nó bằng vế phải là gì? K cộng 1 trên 2. K nhân cho K cộng 1 chia cho 2. Và lưu ý biểu thức số 2 này đã được giả sử đúng rồi. Vậy giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ đi qua bước 3, là ta sẽ đi chứng minh cái N bằng K cộng 1 cũng đúng luôn. Vậy có nghĩa là ta cần chứng minh gì đây? Tức là thế chỗ nào có N thế bằng K cộng 1 vô. Vậy được gì luôn? Số 1. Một cộng hai cộng đến k cộng một. Rồi, ta có 1 cộng 2 cộng vân vân cộng cho đến k cộng 1. Lưu ý, trước khi đến con k cộng 1 mình sẽ đi qua số nào? K. Ta đi qua số k. Đó, nó bằng. Bên đây là gì? Cộng một nhân k cộng hai. Rồi, k cộng 1 và nhân cho k cộng 2 chia cho 2. Đây là biểu thức số 3. Hiện tại chỉ mới có số 2 nó đúng thôi, số 3 chưa đúng. Giờ ta sẽ đi tìm cách để chứng minh cái số 3 nó đúng. Như thầy đã nói là ta phải dựa vào cái số 2. Vậy ta sẽ xét cái vế trái của số 1. Vế trái của số 1 nó là 1 cộng 2 cộng cho đến k. Vậy thì theo biểu thức số 2 nó sẽ bằng cái gì? Gia Khang. Dạ thầy, nó bằng k nhân cho k cộng 1 trên 2. Đó, biểu thức đó nó sẽ bằng là k nhân cho k cộng 1 chia cho 2. Đó là cách mà để các bạn lợi dụng vào cái biểu thức số 2 đấy. Rồi, nó cộng cho cái đằng sau nó là k cộng 1 nhân cho k cộng 2 tất cả đem chia cho 2. Ồ xin lỗi, tào lao rồi, viết nhầm rồi. Tự nhiên viết cái dãy phải thằng kia vô. Cộng cho cái thừa ở đằng sau là nhiêu nè? K cộng 1. Vậy tới đây quy đồng mẫu chung lên. Số 1 mẫu chung là nhiêu? Hai 2. Và hai thằng này nó có K cộng 1 chung, đẩy K cộng 1 ra ngoài. Chứ bên trong thì còn gì? cộng hai K cộng 2. Số 2 theo kịp không? Số 2 ơi. thầy Kịp không? kịp. Rồi, ok. Đúng mà các cộng hai đó là à rồi không sao thầy, tiếp tục. Nó có mẫu chung là 2, quy đồng mẫu chung lên, đặt cái k cộng 1 ra ngoài làm nhân tử chung, còn nếu không thích thì biến từ từ sẽ thấy. Kịp chưa? Đọc với thầy ở trên thứ ba thì có ghi mà. Hả? Với ba thầy có ghi rồi. Không, cái này với ba là chưa có à. Ta đang chứng minh và ta thấy rằng nó bằng giấy phải của số 3 thì cái đó biểu thức số 3 nó mới đúng. Kịp không? À, xin lỗi, cái này là vế trái, cái này thì viết nhầm vế trái của số 3 chứ viết nhầm vế trái của số 1. Vế trái của số 3 sau một hồi biến đổi nó ra được vế phải của 3. Nghe kịp không?
Vậy từ đây suy ra biểu thức số 3 là đúng. Mà biểu thức số 3 là đúng, vậy suy ra quy nào? Chứng minh xong. Đó, quy tắc của nó là như vậy đấy. Và ta có thể chơi ăn gian bằng cách đó là ta chả cần biết chứng minh, ta cứ việc nhìn vô đầu tiên là theo quy tắc. Rồi đâu, thử một bài khác à. Rồi, bài số 2. Rồi, chứng minh rằng với mọi anh lớn hơn bằng 1. Đó, chứng minh 1 cộng 3 cộng 5 cộng 1 nồi cho đến con này bằng anh ở bình. Bắt đầu. Áp dụng quy tắc như thầy mới vừa nói. Bước 1, bước 2, bước 3. Bước 1, bước 2 gần như học thuộc lòng. Bước 3 là viết y chang vậy. Nó chỉ có một cái khóa duy nhất, đó là biến cái này ra cái kia, cái nữa là xong. Rồi, chốt vô, thử coi. Gia Khang được chưa? Gia Khang. Anh được tới thầy. Được tới bước nào rồi? Bước 1, bước 2. Rồi, bước 1, bước 2 là coi như thực tế là đồ chơi. Bước 1 là xét anh nào bằng nhiêu? Thầy là xét nào bằng 1. 1, đó, là coi như xong. Bước 2. Giả sử cái biểu thức số 1 đó nó đúng khi anh n bằng k, vậy ta được biểu thức là gì? Dạ Khang. Ở đây 1 cộng 3 cộng 5 cộng cho k trừ 1 bằng k bình. Kể vào. Đây là biểu thức số 2. Nên coi như bước 1 bước 2 là chỉ có nhìn và viết thôi, nên không có gì được gọi là khó hết. Khó thì chỉ có điều là không học bài thôi. Bước 3 là ta cần chứng minh cái biểu thức số 1 đó nó cũng đúng khi n bằng k cộng 1, hoặc nếu ta ghi là ta sẽ ghi xét n bằng k cộng 1, vậy ta được nè. Đó, vậy là ta cần chứng minh được cái gì? Số 2 luôn. 1 cộng 3 cộng vân vân cộng cho đến con cuối cùng là nhiêu? 2 nhân cho k cộng 1 cộng trừ 1. Rồi, 2 lần k cộng 1 trừ đi cho 1. Thực tế con này nó được hiểu là 2k cộng 1. Trước khi tới con 2k cộng 1 thì nó phải đi qua con nào trước đó? Đó, đi qua con 2k cộng 1 thì đi tới con 2k trừ 1. Đây, 2k trừ 1. Mỗi lần nó cách nhau để 2 đơn vị. Kịp chưa?
Đây, cái vấn đề là cái quan trọng nè, cái này nè nó mới là biểu thức số 2 nè, hiểu chưa? Vậy nhiệm vụ mình là cần chứng minh thằng này nó sẽ bằng với phải là nhiêu? K cộng 1 tất cả bình. Đây, là biểu thức số 3. Vậy ta có vế trái của số 3. Vậy vế trái của số 3, số 1 bằng gì? Áp với số 2 vô. K bình. K bình. Cộng 2K cộng 1. Cộng 2K cộng 1. Đó là theo biểu thức số 2. Mà cái này thì nó ra thành K cộng 1 tất cả bình và nó bằng dễ phải của số 3. Xong. Phát triển. Ok không? Số 2 ơi. Ok luôn. Ok luôn. Dễ mà. Có gì đâu mà phải xoắn. Rồi, đó là dạng đẳng thức. Rồi, bây giờ sẽ cho các bạn một dạng tên gọi là bất đẳng thức. Bất đẳng thức tức là trong cái bài toán của mình nó sẽ có dấu bằng là đẳng thức, còn cái này là cái dấu lớn hơn, bé hơn thì nó được gọi là bất đẳng thức. Bất đẳng thức nó sẽ khó chịu hơn một chút xíu. Một chút xíu à. Biến đổi. Tại vì đẳng thức thì các bạn chỉ cần viết đúng biểu thức, biến đổi 2-3 dòng. Nếu như nãy giờ các bạn chỉ biến đổi dòng 1 là có kết quả. Nhưng bất đẳng thức thì nó hơi cực hơn một chút. Rồi, đâu? Theo kỹ năng giải thích, làm thử cho thầy coi bài này, ví dụ số 3. Bằng các kiến thức thầy mới vừa chỉ cho các bạn đấy. Cứ việc biến đổi bật các cái thứ đó là vô, khó làm. Ừ, sao rồi? Chờ hả? Ừ, nhưng mà rồi. Rồi thôi, chết em rồi, về rồi đó. Không, không, chỉ hỏi thăm em có khỏe không thôi. Ừ. Rồi rồi. Không bay nè, bây giờ nè, em đã tính gốc cái đó rồi, giờ còn tính là cái ngoài đây nữa thì cần chị để rút đồ về chị lấy lại bạn. Rồi rồi biết rồi rồi đấy.
Rồi đâu, mình thử lại số 1. Bí thuyết số 1 coi như dễ rồi. Ở cái bước 1 bỏ qua ha. Bước 1 xét n bằng nhiêu? Số 1. N bằng 1. Rồi, n bằng 1. Rồi, nhảy qua bước 2. Là giả sử đúng khi n bằng k, vậy ta được bí thuyết gì? Số 2 luôn. Thôi xin lỗi số 1 luôn. Dạ, 1 x 3 x 5. 1 x 3 x 5 nhân nhân dân nhân đó, cái biểu thức y chang vậy đó, thế bằng chữ k vô. 2 x 4 nhân dân dân đến con cuối cùng là nhiêu? 2k. 2k. Biểu thức này bé hơn 1 trên căn của 2k cộng 1, đây là biểu thức số 2. Rồi, cảm ơn bạn. Nhảy qua số 3. Vậy ta xét khi n bằng k cộng 1, vậy ta được điều gì? Số 2. Số 2 ơi, Gia Khang. Để nó ra gì chứ? Alo. Alo. Rồi, nghe nè, 1 nhân 1 nhân 3 nhân 5. Rồi, nhân cho đến nhiều. 8.8.2 nhân k cộng 1 trừ 1. Rồi. Đó, đến cái con là 2 nhân k cộng 1 rồi trừ 1 thì tức là 2k cộng 1. Trước khi tới con này thì nó phải đi qua con nào? Thế là 2k trừ 1. 2k trừ 1. Rồi, còn ở dưới 2 là 4 nhân 4 nhân 6 nhân cho đến con cho cuối cùng 2k cộng 1. 2k cộng 1 trong ngoặc nha. 2 lần k cộng 1 tức là 2k cộng 2. À, dạ, 2k cộng 2. À, trước khi tới đó là nó phải đi qua con 2k. Được không? Nhầm, 2k dạ. Biểu thức đó phải bé hơn 1 trên ở dưới mẫu là căn của nhiêu? Dạ thì là 2k cộng 1. 2k, 2 lần k cộng 1 rồi cộng 1 nữa. Dạ. Là 2 nhân cho k cộng 1 đóng ngoặc cộng 1. Ừ. Đó. Đây là biểu thức số 3. Rồi giờ chứng minh được chưa? Cái này là 1 phần 2k cộng 1. Rồi, xét ta có vế trái của biểu thức số 3. Rồi áp dụng ngắt cho tới cái khúc này. Đó, ngắt tới khúc này thì nó bé hơn nhiều. 1 phần 2k cộng 1 phần căn 2k cộng 1. Bé hơn 1 phần căn của 2k cộng 1. Rồi, nhân với gì? 2k cộng 1. 2k cộng 1 trên 2k cộng 2. 2k cộng 2. Đây là theo biểu thức số 2 nè. Rồi. 2k cộng 1 này bắt đầu nó đơn giản, cái này mất, thấy không? Dạ. Vậy nó sẽ bằng ở trên tử là k cộng 1 căn của 2k cộng 1 chia cho 2k cộng 2. Tới đây kịp chưa? Yeah. Rồi giờ làm sao để xuất hiện ra được cái này? Mới là vấn đề. Đó, vấn đề quan trọng nhất là làm sao xuất hiện ra được cái đó. Rồi, có bạn nào nhìn thấy ra được không? Đó, quan trọng nhất là ngay chỗ đó đó. Sao số 1 được không? Số 1 ai? Số 1 được chưa? Chưa rồi. Chưa. Đó, giờ các bạn đang bị kẹt cái chỗ đó đó. Rồi giờ muốn xử lý kẹt cái chỗ đó thì giờ các bạn cứ lôi ra xét cái bất đẳng thức ngay đó thôi. Xét đúng ngay cái chỗ này. Ở đây là các bạn ổn rồi ha. Giờ thầy chỉ ban ngay cái chỗ cái bất đẳng thức của các bạn thôi. Ta còn kẹt có ngay đúng chỗ đó thì ta xơi đúng ngay chỗ đó. Đâu mất tên cái Facebook rồi. Đấy. Vậy bây giờ thầy đang cần kẹt là đúng ngay chỗ này thì thầy sẽ xét đúng ngay chỗ đó. Thì thầy sẽ đi xét cái biểu thức căn của 2k cộng 1 trên 2k cộng 2 bé hơn 1 trên cái này. Nếu thầy chứng minh được cái biểu thức này, nếu chứng minh được nó đúng
thì xong chuyện. Mấy cái căn này thì nó khó hơn so với bình thường, đặc biệt là bất phương trình. Vậy giờ nhân chéo lên, vậy nhân chéo lên ta được cái căn thằng thứ nhất nhân cái căn thằng thứ hai bé hơn lần 2k cộng 2. Đây lý do là cả hai cùng lớn hơn không, này mẫu nó dương hết đấy, nhân chéo được rồi, bình phương hai vế lên là các bạn sẽ thấy ra được kết quả liền. Vậy bình phương hai vế lên vậy ta được đây là gì, 2k cộng 1 nhân cho 2k cộng 3 bé hơn 2k cộng 2 tất cả bình. Thực tế ngay chỗ này của các bạn nó là hàng đẳng thức ấy. 2k cộng 1 được hiểu là 2k cộng 2 trừ đi 1. 2k cộng 3 là 2k cộng 2 cộng thêm 1. Vậy giấy trái của các bạn nó ra là 2k cộng 2 tất cả bình trừ đi cho 1 bình. Thì chắc chắn con này nó phải bé hơn 2k cộng 2 tất cả bình rồi. Số 2 kịp không? Số 2 ơi. Cả hai Số 1 được chứ? này chứng minh tương đương. Cái này các bạn có rất nhiều cách. Một là các bạn chứng minh tương đương, lấy trực tiếp cái giấy phải ra chứng minh. Còn hai là muốn ra được đó thì nhân thêm. Thí dụ như ngay bài toán này ta sẽ nhân cả tử và mẫu với căn của 2k cộng 3 để nó xuất hiện ra được cái vế trái. Đây thầy đây chứng minh đây là một cách nè. Rồi cách thứ hai thầy sẽ biến cho các bạn cách khác. Tức là cái cách này là cách mà ta đã chơi ăn gian bằng cách là ta thấy được cái giấy phải rồi. Và ta sẽ tìm cách biến buộc cho nó đi ra đúng ngay giấy phải, không cho nó chạy cái khác. Rồi còn cái cách số 2 là cái cách đi thế này. Đó là đi theo kiểu thông qua đồng mục tiêu rồi. Đấy. Rồi, còn cái cách số 2 là ta đang có căn của 2k cộng 1 chia cho cái mẫu là 2k cộng 2. Và ta phải để ý ở bên giấy phải đấy là nó có một phần căn của 2k cộng 3. Vậy ta phải làm cho nó xuất hiện ra được căn của 2k cộng 3. Vậy muốn nó xuất hiện ra căn của 2k cộng 3 thì ta phải nhân thêm căn 2k cộng 3 vô. Vậy nhân thêm cho căn của 2k cộng 3 chia căn của 2k cộng 3. Tạm hình dung được tới đây không? Dạ khen. Dạ vâng. Rồi, về từ đây cái này. Ở trên tử thì các bạn có hai căn đó nhân nhau, nó thành căn của ở trong ngoặc nhân nhau. Nó ra thành là 2k cộng 2 tất cả bình trừ đi cho 1. Kịp chứ? Nãy đó, giống như nãy biến đổi đó. Nó là 2k cộng 2 cộng 1 nhân cho 2k cộng 2 trừ 1. Được không? Đặng tiếp. Dạ. Rồi, nhân cho cái mẫu. Mà trên tử bình trừ đi bình thì chắc chắn nó bé hơn hoặc bằng là 2k cộng 2. Chính xác hơn là bé hơn hẳn chứ không bằng được luôn. Rồi tới đây thì ra được giấy phải của bạn. Phạm Khang kịp không? Số 1 ơi. Kịp thôi. Thì những cái bài bất phương trình hay cách hiểu là bất đẳng thức là chứng minh bằng quy nạp nó sẽ khó chịu hơn so với đẳng thức. Tại vì các bạn phải vất vả mới nhìn ra được nó, chứ không phải là đùng một cái là thấy được liền. Thì nó khó là khó như thế. Thử bài nữa coi. Để kiếm cho các bạn bài nhẹ nhẹ. Tại vì ở đây thì mấy bài tập này là nó ở trên mạng, mà mấy tài liệu trên mạng thì đôi khi có những cái tài liệu nó rất là khó. Để kiếm. Vâng, mình có mà tại ơi tội lao không nhớ nhiều việc quá không nhớ chủ đề.
Đây, quy nạp. Đây, dấu bằng chia hết. Ồ, đây nó chỉ có dấu bằng chia hết. À đây có bé hơn một bằng, lớn hơn một bằng. À, nó cũng chỉ có một bài một. À, các bạn sạch cho các bạn thêm một một bài nữa. Này cũng được. Rồi, thử câu nữa đi. Rồi ta qua thêm một dạng khác nữa là dạng chứng minh chia hết. Các bạn gặp thường ba dạng đó là dạng chứng minh đẳng thức, chứng minh bất đẳng thức. Đây, bài này được gọi là chứng minh bất đẳng thức. Và dạng còn lại là đi chứng minh chia hết. Mà ta hay gặp ba dạng đó. Rồi, đâu thử tự biến đổi coi coi thế nào. Rồi, xong chưa? Gia Khang. Đã Sao, được không? thầy cứ làm như bình thường ra thầy Đó, nhưng mà biến đổi thì sao ấy chứ? thì theo phương pháp Nhưng mà nãy giờ biến được chưa? giờ thầy làm thử thầy Tôi hỏi anh á, anh làm được chưa? Tôi chờ nãy giờ đó. bước một bước hai là thầy Rồi bước 1 bỏ qua, bước 2. Đó, nguyên chùm đó tới cái bài thức cuối cùng là nhiêu? một trừ một phần tư nhân một trừ một phần chín nhân chưa Tôi hỏi cái bài thức cuối cùng mà có gì em xem. Đây, bài thức số 2 nè, rồi qua bài thức số 3. Lực cần chứng minh anh n hai bằng phải có vài cái trước chứ thì thầy để tôi chỉ chấm chấm này, trời ơi. Được không dạ? à, rồi tiếp tục đi Rồi. hai là một trừ cho một phần
k cộng 1 tất cả bình. Đó, nó biến cho tới con cuối cùng là 1 trừ 1 phần k cộng 1 tất cả bình. Trước khi đi qua con này thì nó phải đi qua con gì? Dạ thầy, nó đi qua con 1 trừ cho 1 phần k, k cộng 1. Đó, và cái biểu thức đó nó cần phải bằng với biểu thức nào? Ô bé hơn biểu thức nào ở bên phải? Nó phải, tôi xin lỗi, cái này là dấu. Ủa? Rồi, Bé hơn tôi biểu nhìn thứ tới, nhị nhìn lui, cuối cùng tôi nhìn thấy dấu là ngoặc. k cộng 1 trừ 1 tất cả bình thầy. Có điều khiển vô, nhìn lộn ra là dấu bằng. Vậy k cộng 1 cộng thêm 1 nữa là 2, cộng với mẫu là 2k cộng nhiêu? Dạ 2k cộng 1, 2k cộng 2. Rồi, 2k cộng 2. À, nhìn nhầm. Rồi, vậy theo cách hiểu thì cái vế trái của mình trước khi đi tới áp cái số 2 vô thì cái phía trước này nó biến thành gì nè? K cộng 1. Rồi. Biến như thành là cái gì chứ? Nghe không rõ. K cộng 1 trên 2K. Rồi, k cộng 1 trên 2k áp dụng cái vế tích số 2 vô. Rồi sao ra được cái này? Làm sao ra được cái đó? Giải thích tiếp. Bây giờ huy động các bên Rồi, một chấp trừ nhận. một phần k cộng một bình lên Rồi, thầy. chỉ cần nghe chữ quy đồng thôi. Rồi. Rồi, chấp nhận. Rồi, tôi nhìn tới nhìn lui, tôi nhìn sao? Tôi đang đi kiếm cái bài bất phương trình cho các bạn mà tôi nhìn rồi. Thuốc cái thầy, thuốc người thầy mới chích Bị giả tê. dữ thầy. Không hiểu sao thầy thích chích thuốc Trung Quốc luôn á. Nhưng mà giờ không chết lấy gì chết. Mình làm cách khác để mình chích. Đúng là có nhiều cách mà bây giờ không có hết tra chứ có thì nói làm vậy không có. Sao mình biết không có. Chính xác là chưa tìm tới hết chuyện thiệt nhưng mà Những người bình đại người ta mua cái thùng thuốc vaccine từ thành phố á thầy, ừ. nó bỏ trong thùng đông lạnh, nó chỉ về đây theo cái đường ngầm mà để nó chích được cái thuốc ca này. Đó. Nhưng gốc cuộc ai chích rồi nó làm phiếu cho anh kiểu này. Còn Sao là cái kia thì cái gì thì làm cho được. sao? Rồi, vô. Rồi, cái này là chứng minh về chia hết. Đâu, thử à, tự xử à. Y làm y chang vậy luôn á. Biến y hệt, không có gì khác hết. Áp dụng thử à, theo cách hiểu làm được không? Rồi, đầu thử rồi, số 1, được không số 1? Chứ sao vậy? Rồi, giờ làm cùng nè. Rồi, đầu tiên bước 1, xét khi nào bằng nhiêu? Đồng 1, vậy ta được A1 bằng mấy? Chín. Rồi, bằng 9. Đó, 7 mũ 1 cộng cho 3 nhân 1 trừ 1 bằng 9. 9 thì chắc chắn, chia hết cho 9. Qua bước 2,
Giả sử khi n bằng k, những thứ đâu ra từ dứt lại nha, để được như vậy nè. 7 mũ k. Rồi, nó được hiểu là ak là bằng 7 mũ k cộng 3 k trừ 1, biểu thức này cũng chia hết cho 9. Vậy qua bước 3 là ta đi xét khi n bằng k cộng 1. Vậy suy ra a thứ k cộng 1 nó sẽ bằng gì? 7 mũ k cộng 1. 7 mũ k cộng 1 cộng cho 3 k trừ 2. 3 k cộng 2 cộng 2. À, chính xác, còn đó 3 k 3 nhân k cộng 1 trừ 1, vậy tức là 3 k cộng 2. Nhiệm vụ là đi chứng minh thằng này cũng chia hết cho 9, biểu thức là số 3. Hiện tại là chưa có. Vậy ta cần đi chứng minh a k cộng 1 chia hết cho 9. Vậy thì giờ số 2 được chưa số 2 ơi? Số 2. Đó là thầy. Hả? Chưa chứng minh được 7k cộng 1 cộng 3k cộng 2 chia hết cho 9. Rồi, vậy thì giờ muốn chứng minh được á thì các bạn phải làm sao xuất hiện ra được cái số 2. Đó, phải xuất hiện được cái số 2 ta mới nói chuyện được, chứ còn không xuất hiện được cái số 2 thì chỉ có ngồi cười nữa thôi. Vậy thì giờ nhiệm vụ mà muốn xuất hiện được cái số 2 thì phải tìm cách. Vậy cái số 2 các bạn là 7 mũ k. Vậy thì đây đang là 7 mũ k cộng 1 thì phải làm sao xuất hiện được 7 mũ k. Vậy ta có nè, ak cộng 1. Vậy phải làm sao nó có lại 7 mũ k. Phân tích cái mũ đó ra. Số 2. 7 mũ k cộng 1 có thành 7 mũ k nhân với nhiêu? Sao thầy? 7 mũ k cộng 1 tất cả thành 7 mũ k nhân với bao nhiêu? 7 mũ k cộng 1 là thành 7 mũ k nhân với gì? Nhân với 7 mũ 1. Ừ, nhân với 7 mũ 1 cộng 3 k cộng 2. Vậy ở đây ta đang có cái con ak nè. Nó là bằng 7 mũ k cộng 3 k trừ 1. Vậy thì giờ nó đã có 7 mũ k rồi thì các bạn phải cộng thêm 3 k vô trừ thêm 1 ra để nó mới thấy ra được ak. Vậy ta gấp 7 lần thằng này lên. 7 lần nó lên. Vậy ở đây nó 7k nhân với 7 mũ 1, vậy nó phải cộng nè. 7 mũ 1 nhân với 3k rồi trừ đi cho 7 mũ 1 nhân 1 để ở đây nó xuất hiện ra được 7 mũ 1 ra ngoài, bên trong là 7 mũ k cộng 3k trừ đi 1. Nhưng có điều là ta đang làm gì? Ta cộng thêm tới bao nhiêu k vô? Tới 21k thì ta phải trừ lại 21k mới trả nó lại được. Đây, trừ trả lại nè. Đây, cái lượng mà thầy mới vừa thêm vô thì thầy trừ ra. Trừ nè. 7 nhân 3k cộng 7 trả lại cho nó. Rồi, nhưng mà có điều cái đề hồi nãy là nó còn thừa lại nhiêu trước nữa. Nó còn lại là cộng 3k cộng cho 2. Kịp không Phạm Khang? Kịp. Đó. Rồi, vậy cái thừa làm sao nè? Là trừ 21k cộng với 3k thì ở đằng sau ra là trừ 18k và cộng cho 9. Kịp tới đây chưa? Vậy cái chùm ở đằng trước này nó có chia hết cho 9 không? Hả? Số 1. Có rồi. Rồi, ở đây trừ 18k, con này cũng chia hết cho 9. Thằng này cũng chia hết cho 9. Vậy gộp lại nguyên cái chùm đó chia hết cho 9. Kịp không số 2 ơi? À vâng. Đâu, tiếp một câu liên quan tới tính chia hết một phát nữa coi.
Ngoài ra còn tính chất hình học nữa, nhiều lắm, nhưng mà nhiêu đây đủ để đi quanh tạc thế giới rồi. Đâu thử một bài này coi, nhẹ nhàng này. Ai học quy nạp thôi, ngày mai hôm sau ta học về giải số. Ở nhà có Phạm Khang chết hết chưa? Khang. Không biết cái này Hả? Trời ơi, nó học không, nó không biết gì chị nhẹ tên vậy. Rồi, làm bài. Nghe không? Mùi giống đồ sơ ở ngoài nữa. Mấy chú sơn ở ngoài á, sơn mùi vô. Rồi, xin các bạn ăn dạ. Dạ đi, không nghe thở nha. Rồi, xin các bạn ăn dạy. Không, trên này, ra hồi dạy tôi đi mất rồi. Thì má này có đồng trả không bà? Có Dạ. rồi số 2 được chưa? Số 2 ơi, Giải ai biết thầy? giải nhưng mà nó ý tưởng chưa? Thì giờ cứ giải đi thầy kỹ nhờ. Rồi xét cái con anh nào, bước 1 anh nào bằng nhiêu? Dạ thưa thầy là N bằng 1. Rồi chấp nhận. Bước 2 là khi anh n bằng k, người ta được điều gì? Rồi Là K mũ 3 cộng 11K. ok, bằng k mũ 3 cộng 11k, chia hết cho 6. Vậy qua bước 3 là ta sẽ xét khi anh n bằng k cộng 1, vậy ta sẽ có uk cộng 1 là gì? Dạ thầy, UK cộng 1 là K cộng 1 tất cả mũ 3 cộng 11 K cộng 11. Rồi nhiệm vụ đi chứng minh nó chia hết cho 6. Rồi giờ sẽ làm sao chứng minh? Khai triển cái K cộng 1 mũ 3 ra. Rồi khai triển ra thành gì đây? Đây là K mũ 3 cộng cho K cộng 1 A cộng B mũ 3 là gì trời? Đâu biết. 3K lần. Tiếp. Rồi. Trừ hay cộng a cộng 3k cộng 1 cộng 11k cộng 11 có là k mũ 3 cộng 11k Rồi, chia hết cho chấp nhận. Ta phải gom cái này lại. Vậy ta còn thừa lại gì? 6 3k bình Thừa là sao, là 3K cộng bình 5k cộng cộng 12. 3K cộng 12. Ở đằng trước là UK chắc chắn chia hết cho 6 rồi. Còn mấy cái làm sao, thế nào? Thì à, đặt ba ra Rồi đặt 3 ra. Đặt 3 hết cho 3 thằng luôn hay là đặt 2 thằng này thôi? đặt hết luôn thầy. Rồi, thực tế là đặt hết luôn cũng được, nhưng ta chỉ cần đặt 2 này là đủ à. Thằng này đặt 3K ra ngoài luôn, bên trong còn nhiêu? K cộng 1. K cộng 1. Mà k nhân với k cộng 1 nó được hiểu là tích của hai số tự nhiên liên tiếp, Tiếp tiếp nên nó chia hết cho mấy? tiếp tiếp cho sao? Chia hết cho 2 thôi, còn nó mới nhân với 3 nó chia hết cho 6. Thế à? Rồi mọi chuyện tự biết chúng ta cả. Coi chút Bây giờ chưa? xíu. Rồi, bây giờ đâu? Gì? Mới đó mẹ về rồi hả? Ủa, mẹ về đâu Vậy mẹ nãy đi nữa rồi mà.
Nãy giờ con có dưới không? À, đâu thử một bài nữa coi. Bài cũng là bậc 3, này chia hết cho 6 hả? À, bài này chia hết cho 8 đi. Bài này làm gần gần giống cái bài ví dụ nãy thầy cho. Rồi, triển khai vô. Kiểu là viết cái biểu thức cuối cho nó lẹ. Rồi, mình thử đây, số 1. Số 1 ơi. Dạ. Rồi, xét rồi. U1. Một. Số 1. Số 1 là 4, 1, 6, 1, 8, 9, 8. KN bằng 1. Bước 2. Giả sử đúng KN bằng K, thì ta được UK bằng gì? 41K cộng 6K cộng 8. Rồi, chấp nhận. Cái thức này nó sẽ chia hết cho 8. Rồi xong con bước 2. Rồi giờ nhảy qua bước 3. Giờ ta sẽ xét n bằng k cộng 1, thì ta đẩy đến u k cộng 1 nó sẽ bằng gì? 4 mũ k cộng 1 Cộng. sắp k cộng 14. Rồi giờ nhiệm vụ đi chứng minh nó chia hết cho 8 bằng cách nào? Tách sao? Như nãy Như để lại thôi. 4 4k 4 1k nhân 4. 4k cộng 1 đó nó bằng là 4k 4 mũ k nhân với 4. Rồi sao nữa? Xong rồi nhân cho 6k nhân 4 cộng 6k nhân 4 Rồi. cộng 8 nhân 4 Rồi, vậy từ 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 cho hay thôi, trời nhiều. từ 6k nhân 4 Rồi, viết cái trang vậy luôn từ ha. 8 4, không mà cộng cho 6k nhân 4 cộng cho 6k cộng 14 Rồi, nguyên chùm này đặt được gì ra? 4. 4 ra, bên trong 4 mũ K cộng 6K cộng 8. Rồi, chùm còn lại. Này là từ 18k Trừ 18K. Tiếp. à, 4, 4, 3, 2, 3, 2. Từ 28. Ủa phải không ta? Khoan, rồi, rồi. Từ 18 đi ơi, Út tôi nữa không? lộn. Rồi, ở đằng trước này là chắc chắn chia hết cho 8 rồi. Rồi, giờ còn cái thằng còn lại làm sao? Cái này là trừ 18k. Trừ 18k, trừ 18. Chứ không phải là trừ 16. Phải chứ nó trừ 16 là đẹp rồi. Bây giờ làm gì giờ? À. Khoan để coi cái Nào mày biết có lộn đề không, sao tự nhiên biến tới đây vậy, ra kỳ vậy?
Trừ 18. Đúng rồi. Còn ở đây là trừ 16. Còn D thì nó cho vậy đó. Thế nào? Vui đấy, biết sao là vui. Trừ 18k, trừ 18. Hai thằng đó đặt trừ 18 ra ngoài thì bên trong các bạn còn lại là k cộng 1. Nếu k lẻ thì nó ổn. Còn giờ ta phải xét tiếp là k chẵn. K lẻ. Ở đằng trước này thì nó ổn rồi. Ở sau này sao kỹ ta? Có điều gì kẹt kẹt ở đây nhỉ? K chẵn, k lẻ. Ở sau đây kẹt trừ 18k trừ 8 nhỉ? Trừ 18. Đặt 18 ra bên trong còn lại k cộng 1. Nếu k chẵn thì thằng này ra số lẻ. Ngày đó nó cũng đâu chia hết đâu. 18 là không chia hết. Rồi, và nó kẹt gì á, nó còn cái gì không biết nè. Không biết là cái đề nó có nhầm gì không, ta thử số 1, số 2. Rồi, này không biết nó bị kẹt gì đó. Rồi, để có gì thầy coi lại coi. Có thể là cái đề nó cho lộn nha. Chứ nghe đây không đủ sức. Không đủ để các bạn nói rằng nó chia hết. Cách nào để nó bỏ con số 8 ra không ta? À, bỏ luôn số 8 ra. Che mất luôn số 8 ra, tại vì cộng 8 này coi như nó không tính tới, vậy tức là 4 mũ k cộng 6 mũ k 6k. 4 mũ k thì coi như luôn luôn chia hết. Bài này chắc nó cho lộn rồi đấy. Chắc chắn luôn nó cho lộn cái gì đó. Tại vì cái con số 8 là con này chắc chắn là nó chia hết cho 8 rồi. Nên có đưa vô hay không cũng không quan trọng. Còn lại là 4 mũ n cộng 6 mũ n. 4 mũ n thì con này nó cũng luôn luôn chia hết cho 4. Ủa, luôn luôn chia hết cho 8. Tại vì n bằng 1 thì nó không có, như n bằng 2, n bằng 3, n bằng 3, bằng 4, bằng 5, bằng 6, vân vân. Tất cả các con này đều chia hết cho 8. Vậy thì nó còn kẹt lại con 6 anh. 6 anh mà nếu chia hết cho 2, nếu n bằng 2 ra 12 bằng 3. Cái đề này không biết là ngày chủ con 6 anh này nó có cho lộn gì không. Thôi bỏ đi ha. Cái này mà nó cho lộn là ngồi giải tới Tết ngày mốt luôn cũng không có. Rồi ta hiểu cơ bản về giải số, ở về cái cách chứng minh của quy nạp, thì coi có cho các bạn một số bài tập về nhà. Bài tập quy nạp. Rồi, vậy để thầy lấy một hai bài cho các bạn làm để các bạn hiểu tại sao chón chón như ta. Thầy cứ gửi đi nha thầy. Rồi 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 các bạn thoát đi.